nên mua túi thơm Ngọc An hay là vòng gỗ Ngọc An? Và tất nhiên là phải tùy vào cái công năng và cái tính chất sử dụng của từng người. Nếu như các bạn yêu thích cái sự năng động và cái việc là đeo trên tay một cái đồ trang sức thì tất nhiên là một cái vòng tay như này rất là phù hợp để chúng ta có thể đi bất kỳ nơi đâu, gặp các cái đối tác hay là đi cà phê với bạn bè đều rất là hợp lý. Thế còn nếu như mà khi về nhà bạn lại muốn là mở tủ ra có một cái hương thơm của gỗ Ngọc An ở trong cái tủ quần áo thì bạn nên chơi cái túi này là đương nhiên rồi. Hoặc là khi ngồi trên xe ô tô mà ô tô của bạn có con nhỏ lại hay để nhiều đồ, có cái mùi hôi chẳng hạn, thì bạn cũng sẽ dùng cái túi thơm như này, nó cũng sẽ cực kỳ là hợp lý. Và các bạn lưu ý là trong cái túi thơm chúng tôi đang đóng này thì thứ nhất là nó rất là kín, bởi vì đây là túi zip này. Và thứ hai là cái lượng tinh dầu của cái túi thơm này nó vẫn đang phả ra, cho nên là nó kết lại thành những cái chấm nhỏ li ti giống như là cái hạt nước như này. Đó có nghĩa là tự bản thân cái túi gỗ này nó sản sinh ra cái việc đấy, chứ không phải là cái việc là chúng tôi xịt nước vào đây để làm cho nó ướt hay là sẽ cho thêm cái tinh dầu, bởi vì làm như thế nó quá mất nhiều công. Và cái thứ hai nữa là tội gì chúng tôi đem bán có 100.000 để bán đi cái uy tín của mình như vậy. Cho nên là khi mà chơi hai cái sản phẩm này, các bạn hãy thật sự là lưu ý giúp cho mình cái lý do là như vậy nhé.